Hưng Yên kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Địa ốc và Tài chánh với cô Chen Nga Dung Nguyễn. Tuần này thì chúng ta cũng vừa mới xong một cái mùa Tết của cổ truyền rất là xôm tụ và sôi nổi tại thành phố Houston. Tết nhất thì công ty cô, cá nhân cô, gia đình có vui không ạ? Dạ thưa chào Hưng Yên và xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Thật sự ra thì Tết thì ai mà không vui, nhất là trong trường hợp mà mình đông bạn, đông bè, gia đình đông nữa thì Tết là những cái buổi để mình có cơ hội gặp mặt nhau, vui chơi. Thành ra chúng tôi vào cái dịp Tết vừa rồi cũng là một dịp để cho tất cả nhân viên ăn Tết, các con cái kéo tới để có tí tiền lì xì cho các cháu. Rồi trong văn phòng thì tổ chức đánh chơi lô tô và bầu cua cá cọp, bầu cua cá cọp, rồi cũng cào cửa cào nhà, tức là cũng bài cào ba lá, tức là có tất cả. Và đặc biệt thì tôi cũng làm rất là đơn giản, mỗi người bạn đều đem tới một món, tại vì quý vị biết Tết không có nhà nào mà thiếu thức ăn, mứt, hột dưa, bánh kẹo nhà nào cũng có. Thôi thì hôm cũng là mùng mấy Tết rồi thì chúng ta cùng đem tới ăn Tết với nhau cho nó vui. Còn riêng chúng tôi là khổ chủ thì chúng tôi đưa cái đầu ra nhận cái món bún thang. Tại vì quý vị mà nói tới Tết và nói tới những hóa vàng của phong tục của người Bắc này của chúng ta đó, thì luôn luôn cái ngày hóa vàng là cái ngày luôn luôn chúng ta có cái món bún thang ăn với mắm tôm và cà cuống, phải không quý dạ vị? Vâng. Kính thưa quý vị, mùng 5 Tết thì công ty Alpha Reuters có buổi tiệc đầu năm. Cô Nga Dung có nói tới hóa vàng thì Hưng Yên gốc gác cũng là miền Bắc, cho nên là hay cũng dùng từ chữ là hóa vàng. Miền Nam, miền Trung thì chắc hay nói là đưa ông bà chắc, rồi rước ông bà ngày 30, rồi đưa ông bà ngày mùng 4 hoặc mùng 3 Tết. Thì cá nhân nhà Hưng Yên cũng giữ cái truyền thống đó, và cô Nga Dung thì cũng nhắc tới chuyện đó. Và đặc biệt thì hôm nay cô với một áo dài rất là đẹp, cô cố ý là trong cái dịp không khí Tết vẫn còn đó, phải không ạ? Vâng, tại vì năm nay đặc biệt người Việt của chúng ta nó trở thành một truyền thống quý vị ạ. Cứ đến Tết là tất cả mọi người đều ở này nhá, phải mặc áo dài nhá. Tại hôm mà chúng tôi tổ chức cũng vậy, tất cả các cô trong văn phòng cũng như các bạn đến đều mặc những cái áo dài nó rất là đẹp, và chúng tôi đã có những cái ảnh chụp với nhau toàn mặc áo dài hết, rất là có lý quý vị. Dạ vâng, cảm ơn cô Nga Dung. Thì nhân dịp cái mùa năm mới cũng vừa xong, chúng ta bắt đầu sang năm mới, năm Kỷ Hợi. Xin hỏi cô về cái tổng kết tài chánh của Alpha Reuters năm ngoái có thành công và so với năm trước thì có phát triển mạnh hơn hay là như thế nào ạ? Kính thưa quý vị, phải nói là chúng tôi cũng không biết là cảm ơn ai, nhưng mà không thể nào than phiền được. Dạ. Thật sự trong cái năm ngoái là một cái năm mà hầu như tất cả các đồng nghiệp địa ốc đều phải công nhận đó là một năm tương đối làm ăn dễ dàng. Sáng sủa phải không? Vâng, sáng sủa. Tại vì số người mua bán cũng nhiều. Mặc dù thì số người bán vẫn ít hơn số người mua, nhưng mà cái số thương vụ cũng cao. Mọi người đều muốn mua một căn nhà, không mua căn ở thì cũng mua một căn nhà cho thuê. Thành ra chúng tôi cũng cảm thấy rằng trong năm ngoái thì rất là tốt đẹp. Nhưng mà trong năm nay thì cái tình hình từ trong 1-2 tháng nay thì chúng tôi cũng cảm thấy nó cũng có hơi khó khăn. Đặc biệt đó là những cái nhà mà chúng ta thấy mà dưới 250.000 mà nhà trệt thì bây giờ hầu như là phải tranh giành, rất là khó mua. Nhất là những nhà mà tương đối gọi là họ sửa sang đẹp đó quý vị, lên trên thị trường chỉ có 5 ngày, 10 ngày là đi. Và nếu quý vị mà thích đó là quý vị phải trả trên giá, trả thêm 5.000, 10.000 thì quý vị may ra mới mua được. Nhưng mà những cái căn nhà mà đắt tiền như là 300, 400 và đặc biệt nhà lầu và ở hơi xa một chút đó, những cái vùng tương đối mà nó còn quá nhiều nhà đang xây thì lại chậm quý vị. Dạ vâng. Tại vì lúc này đó những người builder chắc họ cũng hơi hoảng hoảng là vì cái inventory của họ hơi nhiều. Thành ra họ hay cho nhiều cái incentive, tức là họ tặng quà rồi họ bớt tiền rất là nhiều. Đó là lý do những cái căn nhà mới là những người địch thủ rất đáng ngại cho những căn nhà mà chúng tôi phải list ở những cái nhà tương đối, ở những cái vùng tương đối khá xa. Dạ. Như là ra Richmond, ra Cary hoặc là Cyprus thì chúng tôi cũng có gặp một số các khó khăn. Những căn nhà mà chẳng nhà lầu 2 tầng 300-400 ngàn là đều phải xuống giá cả. Dạ vâng, có lẽ rằng bởi vì cái đối tượng mà mua những căn nhà mà 350-400 ngàn nó ít, người ta phải suy xét nhiều, cho nên đương nhiên cái khách lượng khách đó nó cũng ảnh hưởng. Thì trong những ngày đầu năm thế này thì chắc cả là mỗi một người công dân Hoa Kỳ đều cũng phải nghĩ tới cái chuyện thuế má. Ngay cả cá nhân hay là business thì cũng phải liên quan tới thuế má.
Thì trong mùa thuế này thì cô Nga Dung chia sẻ một chút những cái chú ý, những cái kinh nghiệm đối với cá nhân cũng như đối với những cơ sở thương mại. Kính thưa quý vị, chắc chắn là quý vị sau khi mà Tết xong là người nào cũng phải bận tâm nhất là cái vấn đề khai thuế. Dạ, vâng. Kính thưa quý vị, cái khai thuế đó chắc chắn là đương nhiên mình kiếm bao nhiêu thì mình phải khai bấy nhiêu. Và những cái chi phí là nếu có thì quý vị phải gom để mà đưa cho cái người làm thuế để họ giảm bớt cái tiền mà chúng ta phải phải báo cáo với IRS. Thật sự ra quý vị nên nhớ rằng chúng ta có rất là nhiều những cái khoản khấu trừ, đặc biệt là cho những người làm cơ sở thương mại. Thành ra quý vị ráng làm sao trong năm giữ những cái giấy tờ đó một cách trật tự, thì đến cuối năm chẳng hạn quý vị có những cái folder, quý vị làm từng folder một, thì cứ thế là cái món nào là quý vị cứ cho vào một folder hết, thì sau đó là đến sau 12 tháng quý vị cộng lại là quý vị có nguyên, là quý vị có tất bấm lại là có tổng số tất cả chi tiêu của cái món này trong 12 tháng, món kia trong 12 tháng. Chứ quý vị đừng tống hết vào một tháng. Tại nếu tất cả mọi chi phí vào một tháng, quý vị là phải mất công chia ra từng phần. Thành ra chúng tôi thường khuyên khách là mỗi người nên để từng cái category, từng cái phần chi tiêu vào một cái folder khác nhau. Thành ra những người mà làm ăn thương mại thì họ biết là ok, tiền rent, tiền điện, tiền nước, tiền ga là đi vào một phần. Tiền rent rồi tất cả những chi phí mua supply, tiền trả nhân viên vân vân, chúng ta để sẵn từng cái khác nhau. Thì khi đó chúng ta chỉ lấy ra cộng từng cái đó một là chúng ta có hết tất cả. Thành ra cái đó là sẽ giảm tiền mà quý vị phải trả cho cái người làm thuế rất là nhiều. Và cũng giúp cho những người làm thuế họ nắm vững cái vấn đề mà để khai thuế cho quý vị. Đặc biệt là nếu quý vị là có ý định để mà mua, đầu tư trong vấn đề bất cứ chuyện gì, mua một cơ sở thương mại hoặc là làm bất cứ cái gì dính tới vay tiền, thì quý vị biết rằng cái tiền lợi tức mà quý vị khai trong năm ngoái hay năm nay là những cái để giúp cho quý vị vay tiền dễ dàng hay không. Thành ra quý vị đến lúc này quý vị tổng kết lại sau khi nhìn thấy như vậy thì phải ngồi, đừng có khai thuế vội quý vị. Quý vị nên để cho người làm thuế họ làm cho mình trước, nó gọi là preliminary, dịch tiếng Việt là gì nhỉ? Tức là tạm thời thôi. Quý vị đừng có phao vội. Và hãy đi gặp cái người mà định đi vay loan trước để xem rằng với cái lương như thế này thì liệu có đủ để mua hay không. Thế thì nếu mà quý vị không đủ thì quý vị nghĩ là sao? Quý vị lại phải cắn răng vứt bớt một số những khấu trừ. Tại vì không ai cấm IRS thì họ yêu mình khi mà mình trả nhiều thuế. Nếu mà chúng ta khai lợi tức cao bỏ khấu trừ không sao cả, tại cái đó không có tội quý vị. Đó, quý vị bớt income thì quý vị có tội, tại quý vị trốn thuế. Nhưng mà quý vị trả thêm thuế thì tất cả chính phủ đều yêu quý vị, thành quý vị có thể bỏ bớt. Vâng, thay vì tiền mình đổ xăng, tiền mình đi ăn hết những người làm việc thân hữu, làm việc chức vụ như vậy, entertainment hay những cái tiền chi phí, quý vị có thể bỏ hay quý vị không claim, không sao cả. Thành ra sau đó chắc chắn là cái tiền lợi tức đó đủ để cho quý vị sẽ đi vay, thì lúc đó quý vị hãy làm cái final report và hãng vào. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, đối với một số cơ sở thương mại mà đầu tư những equipment, những cái vật dụng có giá trị cao hay máy móc thiết bị đó, chúng tôi nhớ có một lần cô Nga Dung cũng chia sẻ rằng là cái nào nên khai, cái nào cũng không nên khai để dành sang năm mới khai. Thì cô thêm một cái chút chia sẻ về kinh nghiệm đó. Dạ vâng, cái đó đúng rồi, tự nhiên Hương Yên nhắc cái đó thật là hay. Tại quý vị biết không, riêng cái vấn đề mà quý vị mua bàn, mua ghế, mua computer hay là mua xe chẳng hạn như vậy, đều có những cái phương pháp khấu trừ khác nhau. Sở thuế họ cho quý vị cái quyền lựa chọn những cái chương trình nào để mà khấu trừ nhiều hay khấu trừ ít. Có nghĩa là sao? Nếu quý vị dùng những chương trình khấu trừ ngắn hạn, chẳng hạn như 3 năm hay 5 năm, thì quý vị được trừ nhiều. Nhưng mà mấy năm sau thì quý vị hết, quý vị không còn gì để khấu trừ nữa. Thế nhưng mà thành ra nếu mà năm nay quý vị muốn cho cái tiền lợi tức của mình cao, thì quý vị nên dùng những chương trình khấu trừ dài. Tôi nói thí dụ như là về chẳng hạn như furniture, chúng ta mua một bộ bàn ghế, chúng ta bắt buộc phải dùng chương trình 7 năm. Mà chúng ta mới có thể chia chương trình gọi là sau 7 năm thì cái bộ bàn ghế của chúng ta nó không còn giá trị nữa theo cái lối định nghĩa của IRS. Thì chúng ta 7 năm thì chúng ta khấu trừ cho chương trình 7 năm, chúng ta đừng có dùng phương pháp gọi là khấu trừ nhanh. Và đặc biệt nếu mà năm nay chúng ta không có khai, không phải đi mua vay nợ gì cả, mà chúng ta muốn khấu trừ thật nhiều để đỡ trả thuế,
thì nó lại có một chương trình nó gọi là Section 179. Uh-huh. Quý vị có thể trừ luôn 100% luôn. Ví dụ như quý vị mua một computer 3.000 đồng. Trừ luôn. Thay vì quý vị chia ra làm 3 năm hay 5 năm. Năm quý vị thấy chả mua bán chẳng vay nợ gì, thôi bớt thuế cho nó đỡ tốn kém. Quý vị có thể khấu trừ luôn cái tất cả cái số tiền mà quý vị mua cái bộ computer đó, hay là quý vị mua nguyên cái dàn máy gì đó cho cái công nghiệp của quý vị. Quý vị có thể trừ luôn. Nó gọi là Section 179. Nó có cái giới hạn là quý vị phải có income. Thì quý vị trừ, chứ phải quý vị làm được gọi là lấy cái lỗ thì họ không cho. Thế phải dụ như có chúng, lời. Có lời thì dùng cái đó để khấu trừ cái lời, để giảm bớt cái lời đi, chính phủ cho. Dạ. Thành ra dù là 5.000, 10.000, 20, 30.000, quý vị được khấu trừ hết. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như năm nay cuối năm mua, nhưng mà thấy tình hình coi như là không được lời lắm, hoặc là tình hình lời nhiều, quý vị muốn là để cái này để sang năm mình khai được không? Thường thường cái năm nào mà quý vị mua là cái năm đó bắt đầu quý vị phải đặt cái vấn đề lựa chọn cái chương trình khai thuế. Chứ không phải mình không muốn khai năm nay mà để dành năm tới. Tự nhiên mình đã nằm, nếu mình mua năm 2018 thì mình bắt đầu phải chương trình bắt đầu khấu trừ năm 2018. Chứ không phải mình để khai sang năm tới. Đúng rồi. Dạ vâng. Cũng trong cái chủ đề thuế đó, chúng tôi nhớ có một lần cô Nga Dung cũng nhắc tới cái chuyện luật mới khai thuế của ông Trump đó. Ảnh hưởng thế nào trong chuyện nhà cửa đất đai không ạ? Vâng, tại vì Hưng Yên nhắc cái đó thì quý vị, nếu quý vị có những cái nợ nhà mà còn nhỏ đó, thì quý vị nên có tiền ở trong ngân hàng dùng trả bớt đi, trả luôn đi quý vị. Tại vì những cái tiền interest expense bây giờ hầu như quý vị không có cơ hội để dùng nữa. Tại vì cái tiền mà ông Trump cho cái chương trình khai thuế mới, cái phần gọi là standard deduction đó, họ cho một cặp vợ chồng là 24.000 đồng. Một người head of household, tức là một người mẹ mà nuôi các con thì được 18.000 đồng. Và người độc thân thì 12.000 đồng. Thế nếu mà ví dụ như chúng ta là hai vợ chồng, có một căn nhà trả tiền interest có chừng 8.000 chẳng hạn như vậy, rồi trả tiền thuế có chừng 7.000, tức là có 15.000, thì chúng ta đâu có dùng gì được đến cái đó đâu. Mà trong khi tiền quý vị để trong ngân hàng có interest có 2-3% thôi, mà quý vị lại phải trả thuế vì đó là interest income. Thành ra quý vị lấy trả luôn cho rồi, khi nào đến cái lúc có việc cần tới thì quý vị lại vay nó sau. Thành ra theo như chúng tôi nghĩ là bây giờ những cái lặt vặt là quý vị không có cơ hội để mà itemize, tức là dùng cái phương pháp gọi là nó gọi là form dài đó, ngày xưa gọi là file form ngắn với form dài. Chương trình itemize bây giờ năm nay sẽ giảm đi rất là nhiều, tại vì quý vị không có gì để mà khấu trừ hết. Tại vì lấy nguyên cái số tiền ông Trump ông cho thì thích hơn nhiều. Dạ vâng. Một cái nữa mà chúng tôi thấy là thông thường những cái dịp thuế này đó là chúng ta phải thường đi xin giảm thuế nhà đó cô. Thường cái đó thì phải làm trước 30 tháng 1 phải không ạ? Cái khai thuế, cái property tax đó lại là một cái phần khác hẳn. Cái đó thì lúc nào chúng ta cũng phải đi cãi để mà kéo nó xuống thấp. Nếu mà chúng ta bận công với việc làm không làm thì chúng ta nên thuê người để cho có người đi làm chúng ta. Chúng ta không phải bỏ một đồng nào cả, và nếu họ save được đồng nào thì họ ăn một nửa hay là 40-30% của cái phần mà save thôi. Nhưng mà sau khi đã xuống rồi thì trong tương lai nó cái lên nó có cái giới hạn. Tại quý vị biết rằng nếu mà đó là cái nhà homestead của quý vị thì cái độ gia tăng của mỗi năm không bao giờ được tăng quá 10% của cái thuế năm ngoái. Tại vì họ không muốn những người owner bị short payment. Thành ra nếu mình nhờ một năm thôi người ta kéo xuống cho mình rồi thì mấy năm sau chúng ta không cần phải thuê nữa. Tại vì ngay cái phần đó nó lên nó cũng phải lên từ cái thấp nhất. Quý vị thấy không? Thành quý vị đừng bao giờ mà không để ý tới cái property tax. Và đặc biệt là nếu quý vị không nhận được bill thì quý vị giờ phút này bây giờ đã qua tháng 2. Nếu mà không cận được bill, quý vị đã bắt đầu bị phạt 7% rồi. Và đặc biệt đó là không những bị phạt mà đến cái độ chừng tháng này là bị phạt 7%, tháng tới là 9, xong 11, 13%. Và đến tháng 7 đó quý vị là tất cả những hồ sơ thiếu thuế của quý vị là qua văn phòng luật sư. Mà văn phòng luật sư đó là họ tính thêm trên top của 13% đó 20% tiền luật sư. Không cần biết. Thế nhưng mà có một cái này mới là kinh hoàng này quý vị. Khi mà quý vị mà những quý vị nào mà private lender, mà cái người thân chủ quý vị, cái người mà borrowers của quý vị mà họ không trả thuế, là đến lúc đó họ sẽ gửi một cái tờ giấy, họ nói là họ sue cái người lender, họ sue luôn cả cái người borrower đã không trả thuế. Tức là người luật sư thay vì gửi giấy báo là tại sao quý vị không trả thuế tôi phạt, họ lại gửi cái giấy họ sue mới kinh chứ. Tức là trong trường hợp đó quý vị có 20 ngày để trả lời cho cơ sở thuế là vì vấn đề là tại sao không trả thuế.
bây giờ chính phủ không chơi cái trò đòi nợ không mà lại còn xua chúng ta, và đặc biệt những người chủ nợ, và nếu những người private lender hoặc ngân hàng mà không có để ý vấn đề để cho thuế không trả sẽ bị xua bởi chính phủ, và chỉ có giải quyết được bằng cách chứng minh bằng cái tất cả những cái payment. Thành ra tất cả những người nào làm private lender, chúng tôi xin nhắc nhở là phải để ý bắt những người borrowers của mình phải chứng minh với chúng ta là họ đã trả thuế và họ đã trả bảo hiểm. Tại vì ngay cái bảo hiểm cũng vậy nữa, nhiều khi họ không, họ đổi, lúc họ mới mua nhà với quý vị thì họ có bảo hiểm, xong rồi họ đổi hãng bảo hiểm, họ không nhớ tới quý vị, họ chỉ biết mua bảo hiểm cho nhà họ mà họ không có đưa cái tên của người lender. Thành ra quý vị đã không có được cái insurance trong cái nhà đó, thì đến lúc có chuyện này xảy ra họ, quý vị sẽ không nhận được tiền trước. Dạ vâng, như vậy có nghĩa là nếu mà cái người mà mua nhà mà không đóng thuế đó thì cái người private lender là người chịu trách nhiệm. Như vậy có chuyện gì mà nếu mà xảy ra thì người private lender đi close cái nhà đó chứ không phải là người trách nhiệm là cái người private lender, phải không ạ? Họ báo cho private lender là vì họ muốn cho private lender biết rằng nếu mà chúng tôi, mà tôi đã nói rồi, mà chúng tôi siết căn nhà này vì thiếu thuế. Tại vì chú vị biết là sở thuế có quyền siết nhà, đúng không? Thành ra thì những người lender đó không có quyền nói là tại sao không cho chúng tôi biết. Cái mục đích của họ là họ kéo tất cả những người nó dính trong căn nhà đó đều phải biết rằng căn nhà này đang thiếu thuế. Và đặc biệt là họ có thể sẽ siết căn nhà, tức là foreclose. Nó là auction, nó gọi là tax auction ở trên tòa đó quý vị. Thì nếu mà tax auction là quý vị mất nhà mà quý vị chuộc lại là quý vị cũng phải bồi thường cho cái người mua đó. Mua cái căn nhà đó ở tax auction một số tiền cũng không nhỏ đâu. Hình như 20-mấy% của số tiền người ta bỏ ra để quý vị chuộc lại, vừa trả tiền thuế, vừa trả tiền cho cái người đã đứng ra mua căn nhà đó ở tax auction. Tại vì những người mà nếu mà trong trường hợp mà quý vị là người chủ nhà đó thì quý vị có 2 năm để chuộc lại căn nhà đó. Còn investor thì chỉ có 6 tháng thôi. Thành quý vị mất luôn. Cái đó chỉ vì vô ý không để ý là cái miếng đất đó không trả thuế mà tự nhiên có 6 tháng quý vị mất tiêu luôn cái miếng đất rất là giá trị. Dạ vâng. À, cũng gần hết giờ rồi thì chúng tôi muốn hỏi thêm một chút là theo luật thì chúng ta có thể delay được cái khai thuế bao nhiêu lần và như thế nào thưa cô Nga Dung? À, ý của Hưng Yên hỏi là khai thuế nào, thuế nào? Thuế business cũng vậy. Thuế business tức là đối với IRS phải không? Dạ vâng. À, đối với lại IRS đó, luôn luôn đó là quý vị có ngày 15 tháng 4. Và quý vị có ngày tháng 8, 15 tháng 8 và quý vị có đến 15 tháng 10. Tức là hai cái extension. Hai cái extension, thường thường thì mình cũng viết cho chính phủ biết là tại sao chúng tôi phải extension. Nhưng mà cái đó cũng áp dụng cho cá nhân. Cho tất cả mọi người. Thế chỉ có corporation, thì corporation khác, tại corporation đó là tháng 3 là bắt đầu là due date và tháng 9 là extension. Đó, thành ra cái đó là hai cái. Chứ còn nói chung thì là có hai cái extension đó thôi. Nhưng mà mình phải làm cái thủ tục thế nào không? Hay là mình có quyền trễ? Chúng ta không có quyền trễ. Chúng ta có phải có một cái form để mà xin extension. Và xin extension không có nghĩa là extend của tax payment. Có nghĩa rằng quý vị phải trả ngay cho chính phủ cái tiền mà quý vị estimate là đây là tổng số thuế chúng tôi nghĩ là chúng tôi phải trả. Còn filing thì xin từ từ cho tôi file sau. Trả trước nhưng mà file sau. Tại nếu không quý vị vẫn bị subject to interest và penalty. Dạ vâng. Đó, cái penalty đó là cái gì ạ? Penalty là về cái vụ mà gọi là underpayment of tax. Nhưng mà thường cái hình phạt đó là ra sao? Ồ, cái quý vị mà underpayment of tax đó là cái tiền penalty đó không nhẹ đâu. Chúng tôi không nhớ rõ ràng là bao nhiêu nhưng mà khá nặng. Dạ. Thứ nhất là interest có thể 9%, còn tiền penalty thì tôi không nhớ rõ nhưng mà khá nặng đó quý vị. Thành ra quý vị thà cứ nộp đi rồi thừa thì sau khi chúng ta khai thuế chính phủ sẽ refund cho chúng ta, chứ chúng ta không có nên underpayment tax. Và đặc biệt đó, nếu mà quý vị nào là chủ cơ sở thương mại thì quý vị phải làm cái nó gọi là estimate tax payment, tức là quý vị phải estimate và trả cho sở thuế monthly, quarterly, chứ không phải là quý vị cứ đợi đến một năm mới trả một lần. Tại vì chính phủ sẽ tính nhầm là nếu quý vị phải estimate từng quarter thì đến tháng này quý vị mới trả thì quý vị 3 quarter quý vị đã trễ, họ vẫn phạt cho chúng ta như thường. Dạ vâng, cảm ơn cô Nga Dung. Và chúng tôi nhìn đồng hồ hết giờ mới thoáng một chút là đã xong ngay trong cái chủ đề thuế. Mà thuế là một cái lĩnh vực mà phải nói là rất đặc biệt và ai cũng quan tâm. Như vậy thì chúng tôi hy vọng là quý vị đã có thêm nhiều những thông tin từ cô Nga Dung chia sẻ. Xin cảm ơn cô ạ. Nhưng mà Hưng Yên hỏi lạc đề, chắc quý vị lại gọi tới nhờ giúp làm thuế thì cô chết. Chúng tôi là một người làm trong thuế trong một thời gian rất dài. Và tôi đã từng làm cho Tax Planning Department
cho gần 8 năm. Cô là CPA cho nên nói thế là cũng đúng quá. Thế nhưng mà thật sự bây giờ thì chúng tôi dùng cái kiến thức này để giúp cho tất cả các thân chủ trong vấn đề đầu tư, trong vấn đề vay tiền hoặc là những cái tính toán về vấn đề thương mại làm sao cho có lợi thuế nhất. Tại vì chúng ta đầu tư là sợ nhất là chúng ta mất một phần quá lớn cho sở thuế. Nhưng mà chúng tôi không có làm thuế. Dạ chúng tôi phải xin minh định như vậy. Cảm ơn cô Nga Dung và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Địa ốc và Tài chính lần sau.